Đấy, mọi người em còn mấy cây phát cỏ này em xả luôn này. Một cây Tanaka Bogomat không có nắp xanh. Chừng giật trước nha. Con này thì hơi ngon rồi đấy. Chưa tới đỏ luôn. Con này nó mã nó 201 quả. Này còn cần luôn. Còn cây lá. Còn có cái lưỡi luôn. Con này để cho mọi người con này để cho mọi người 400.000 nha. Đây em xả nha. Đi mua sỉ nó cũng chả có cái giá này đâu. Đây 400.000 nha. Rồi, con thứ hai là một con Maru. Một con Maru. Nó không có tay lái một bên nha, về tự mua nha. Cái này em xả. Không có nắp xanh. Này Maru mấy? Không biết Maru này 20 23 gì đó mọi người. Không rõ. Tại cái tin nó mờ rồi. Thôi kéo vẫn còn năng. Rồi con này để cho 650 nha. Này để cho 650. Maru đi mua không có giá này đâu nha mọi người. Con thứ ba này, con thứ hai này. Con thứ hai nha. Thứ ba chứ, con này thứ ba TD24 nha mọi người. Kawasaki bình xăng trên, bình xăng như mới luôn mọi người. Bò còn đây là xả nha, về sao bán vậy nha. Ui ui con này hơi tốt luôn, đi được ánh sáng này. 24cc nồng chắc 33 ly. Thôi con này để cho này về dọn xài ngon lắm tung rồi. Con này để cho mọi người 550 nha. Về dọn chắc ngon lắm á. Mọi người thấy vậy chứ đôi khi mình không cần phải cái máy nó phải nặng đâu. Giờ phải to đâu, máy nó vừa thì công việc của mình. 550. Cây số 4 là một cây Echo nè mọi người. Này là Echo. Này Echo 22 24 gì á mọi người. Ui, hơi nhanh nha, hơi nhanh. Nó thiếu nắp gió này thôi. Nắp gió này thôi em gắn cho để khỏi bắt công đi mua. Bình xăng nó đẹp. Tay lái tay gabot. Đầu bò. Con này để cho mọi người 600.000 nha, xả luôn nha mọi người. Echo nha. Rồi một con Makita cốc này, còn gọi là Robin cốc này. Con này đã đẹp lắm. Con này nhớ như đen rồi sao. Con này đẹp lắm, 2023S. Con này như mới vậy. Con này về dọn là dùng luôn. Như mới. Nhưng mà con này, con này nó không có đầu bò. Về tự mua đầu bò. Con này để cho mọi người 500.000 nha. 500.000. Rồi con cuối cùng là con Maru luôn nè. Không có nắp xăng nha. Nói chung là về sao em bán vậy, không có lắp thêm gì hết nha. Này là Maru 20 á mọi người. Con bò còn. Đến giật hơi thử nha. Hơi còn năng nha mọi người. Con này để cho 600.000 luôn. 600 nha. Rồi. Có mấy con như vậy mọi người mua thì chốt đi. Em xả. Còn mấy con ở trong nhà đấy, để cho nó chặt nhà em xả. Về mình dọn lên mình chắc lấy ra trong vườn nhà rồi á. Đỡ phải mua mấy cao tiền. Rồi chào mọi người nhé.